Ngân à, chào anh Đơ. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mọi người. Chào rồi ha. Thật ra thì là em cố tình cho Trang sai á. Ủa chàng vậy? Ờ dạ. Để làm chi vậy? Chơi anh. Vui mà. Vui. Nhưng mà mình cố tình xong cái mình làm xong cái mình nói hả? Em tưởng đó là cố tình xong nói ra nó mới thề hứa. Còn thế gì dạ? Quốc Khánh, Di Khánh rất hân hoan chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khi Hai Là Một. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được lên sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cứ đến hẹn lại lên chúng ta lại gặp nhau. Và tuần này Khánh muốn mang đến nơi đây một cái không gian mới, những cái cảm xúc hoàn toàn mới luôn riêng chúng ta nha. À, bạn đoán thử coi đó là cảm xúc gì đó? Chương trình mình vui cũng có nè, buồn buồn vô tri tôi cũng từng trải qua rồi nè. Không phải luôn. Cái này là cảm giác ngớ ngẩn à? Không phải. Cảm giác là bàng hoàng. Không phải luôn. Chứ cảm giác gì? Tuổi thân. Sao tuổi? Trời ơi bạn ơi, bây giờ hai khách mời đi bước ra một cái là tụi mình vô hình liền. Ủa là ai vậy? Trời ơi chấn động đó bạn ơi. Đâu bạn có thể mời họ ra đây để tôi có thể là chiêm ngưỡng và có thể tuổi thân cùng bạn được không? Bây giờ tôi không giới thiệu tên luôn, bước ra cho Quốc Khánh bất ngờ. Và ngay sau đây, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho hai khách mời của chúng ta. Xin mời. Yeah. Sao mà đi một đường vòng vậy? Em định đi cách quá. Bất ngờ chưa? À tôi hiểu rồi. Hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay rất đặc biệt và họ rất cao. Thật ra thì Khánh đã quay rất là nhiều show chung với chị Trang cũng như là chị Ngân rồi. Nhưng mà bây giờ xin mời hai chị hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả nha. Ngân à, chào anh Đơ. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mọi người. Chào rồi ha. Cảm xúc ngày hôm nay của hai bạn như thế nào lần lượt nhé? Hiện tại thì em cảm thấy rất là vui khi mà gặp lại hai anh MC. Và thứ hai là chơi đi. Ừ, còn Trang, cảm xúc của Trang như thế nào? Chắc là em cũng mới tiếp chị Ngân là em rất là mong chờ được tiếp tục chơi với hai anh. Sao cảm xúc chúng ta cứ bị đơ đơ nhỉ? Hôm nay là double đơ luôn đúng không? Ok, nói chung đây sẽ là hai cái làn gió nó rất là khác biệt so với bữa giờ. Bữa giờ những nhân vật tới là nói. Bên đây là không nói nhiều, nhưng mà rất là muốn được khám phá, được trải nghiệm và được chơi hết mình. Dạ, tôi thích cái cảm giác mà mỗi lần nói chuyện với lại hai bạn, tại vì tôi không biết cái đoạn kết ở chỗ nào hết. Đúng. Nhưng mà bây giờ mình hỏi câu hỏi rõ ràng hơn đi. Chưa bao giờ biết hai bạn quen nhau từ bao giờ luôn. Em với chị Ngân là chắc phải cũng quen nhau phải 6 năm rồi. Vừa mới bắt đầu là người mẫu là em đã quen chị Ngân. Bây giờ mình tái hiện lại cái lúc mà hai bạn mới gặp nhau đi. 2, 3, xin mời. Ê cưng. Hết. Đâu làm thử coi. 2, 3. Ê cưng. À kể từ cái ê cưng và bổ vai vô một cái bếp một cái là chính thức là bạn thân tới giờ. À kiểu giống như là ê cưng. Ok, vậy thôi hả? Chốt. Ôi trời. Và chương trình của chúng ta là khi hai là một. Chúng ta sẽ có 3 giai đoạn khác nhau tương đương với 3 vòng. Đầu tiên sẽ là lòng tin, tiếp theo là kỷ niệm và cuối cùng là nương tựa. Dạ. Ok, tuyệt vời. Bây giờ mình chia đội nha. Nếu như các bạn đã xem chương trình rồi thì biết là khi đến với chương trình là chúng ta phải cạch mặt nhau tạm thời. Rồi bây giờ có đội Quốc Khánh và đội Duy Khánh. Rồi bây giờ ai góc mặt nào? Ngân góc mặt nào? Trái. Trái. Dạ. Trái là bên đấy hả? Dạ. Rồi còn em sao cũng được ạ. Ok, vậy trái qua Quốc Khánh. Trái qua Quốc Khánh. Rồi ok. Rồi và bây giờ các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng để bước vào vòng một của chương trình chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng, và vòng một của chương trình của chúng ta chính thức được bắt đầu sau vài phút nghỉ giải lao. Xin mời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Khi Hai Là Một. Và vòng này chúng ta mang tên là lòng tin. Và ở vòng chơi này mỗi người nhận được một bộ câu hỏi. Và nhiệm vụ của các bạn đó chính là cầm trên tay hai tấm bảng đúng và sai. Rồi khi mà Duy Khánh đặt câu hỏi cho Trang Đơ thì nhiệm vụ của Cao Ngân sẽ là đoán thử coi là Trang Đơ sẽ chọn đúng hay sai. Nếu mà hai đáp án trùng khớp, bạn sẽ nhận được một điểm. Dạ. Và ngược lại. Và bây giờ ai sẽ là người muốn nhận bộ đề trước? Em đi. Em, vậy là Cao Ngân sẽ bắt đầu đoán nha. Dạ. Rồi câu hỏi đầu tiên, Trang Đơ thà vắng mặt ở đám cưới bạn thân hơn là vắng mặt ở sinh nhật người yêu, đúng hay sai? Xin mời. Sai. Vì sao? Em thấy là cưới bạn thì cũng chỉ cưới một lần thôi, nhiều lắm thì hai lần, còn sinh nhật người yêu thì hơi nhiều, nên là mình nhất định phải đi đám cưới bạn chứ không thể nào mà bỏ được. Đám cưới người yêu cũng lắm. Sao mà hay dù gì quá. To lên để xù xì. Game show mà nó nhỏ quá vậy. Mà sao có nó nhỏ, mình nói vậy, mà đây người ta chia sẻ mà. Ý là
Ngân nói nhỏ vô tai tôi là Trang chưa có người yêu cho nên là chuyện đó không có xảy ra được. Cho nên là Ngân chọn sai. Ok, hiểu rồi. Vậy là hiểu bạn đó. Một điểm rồi đó. Yeah. Tiếp theo nha. Trang đơ thích những nơi vắng vẻ hơn là những nơi đông người, đúng hay sai? Xin mời. Trời, hiểu quá. Nhưng mà nhìn Trang có vẻ rất là hướng nội luôn á. Nhìn vậy chứ ham vui. Chỗ đông người nhưng mà chỗ đông người là đi với bạn. Nhưng mà thường thường cái chỗ đông người nó sẽ kiểu nói chuyện xí xa xí xầm lùm lùm. Thì lúc đó Trang sẽ làm cái gì? Quan sát mọi người hay là sẽ hòa theo câu chuyện? Tùy từng hôm, tùy từng tâm trạng anh. Hôm nào mà buồn thì chỉ nghe thôi, hôm nào vui thì nói. Thêm một điểm nữa nha. Trang đơ thích được chia tiền trong các chầu ăn uống với bạn bè hơn là được người khác bao, đúng hay sai? Xin mời. Ủa, ý là mình được suy nghĩ tốt cho bạn luôn. Theo em với tính cách Trang thì Trang hay kiểu rất là thích rõ ràng trong cái chuyện mà tiền bạc á. Kiểu không phải ích kỷ hay là nhỏ mọn gì mà cứ thích, ví dụ đi ăn thì cứ chia đều ra. Nhưng mà bạn lại chọn sai. Tại bình thường em chia để rõ ràng, nhưng mà trong thâm tâm em thích được mời hơn. Thích được bao hơn. Vậy là bình thường em nhìn thấy bề ngoài bề ngoài hơn, bề nổi hơn. Chứ không ngờ cưng luôn á. Không ngờ. Ê, còn bạn sao, tâm lý bạn trong cái trường hợp đó thì sao? Tại vì mình là đàn ông cho nên là đôi khi cái việc khao nó cũng là cái niềm vui của mình nữa. Tức là đôi khi mình đi làm, mình có tiền hay là mình có cái ngày vui, ngày lễ nào đó thì mình khao cho bạn bè mình đó, thì mình thấy tôi vừa mới khao bạn bè tôi là tôi về tôi vui thiệt. Nhưng mà sau khi khao xong thì tôi thấy tiền nhiều quá tôi cũng buồn. Còn tâm lý của tôi thấy nó cũng vô lý, giống bạn Trang lắm. Có nghĩa là thí dụ mà tôi nói ê đi ăn, mời tôi đi ăn coi, bao tôi đi, nhưng mà tôi chỉ cần nghe người ta nói người ta sẽ bao tôi thấy rất là vui, nhưng không bao giờ tôi để cha trả tiền. Ok vậy. Tâm lý của tôi là vậy. Nhưng mà lỡ người ta hứa với bạn, người ta tới người ta bao bạn mà bạn tôi sẽ buồn á, tôi sẽ buồn. Hoặc là chia, hoặc là tôi bao. Nó bằng bằng bị tâm lý á. Thôi Trang nơi đừng ở chung với Cao Ngân, ở chung với Di Khánh đi. Hai người trị liệu cho nhau được. Trị liệu quá. Rồi ok, tiếp theo. Trang đơ sẽ chấp nhận việc trễ hẹn hơn là hủy kèo giờ chót, đúng hay sai? Đúng. Kiểu Trang là kiểu thôi đi đến đi, tại vì là mình đã hứa rồi, kiểu là khi mà đã nói là ok đi là đi. Em mà đã hẹn đến là em sẽ đến. Tại vì thường thường là 10 lần hẹn thì cũng khoảng 9 lần rưỡi em đến trễ. Gì? Vì nhiều lý do lắm anh, tắc đường chẳng hạn. Không tin là 10 lần tắc đường. 10 lần tắc hết 9 lần tôi không tin. Đi làm ra trễ rồi. Vâng, chứ cũng không có nguyên nhân nào đến từ em hết. Rồi, câu cuối cùng. Trang đơ không thích người khác nhận xét về sự đơ trên gương mặt của mình, đúng hay sai? Xin mời. Tại vì khi mà người ta nhận xét là em có xảy ra thì em sẽ nhìn được cái mặt không tốt, chưa tốt của mình. Còn có thay đổi được hay không thì em chưa biết. Nhưng mà theo góc nhìn của tôi thì đó là một trong những lý do mà người ta biết tới mình, mà người ta ấn tượng và thích mình. Đúng rồi. Thật sự là nãy giờ là như Cao Ngân nói đúng nha. Tức là bạn cũng hiểu Trang đơ là 100%, nhưng mà bạn trả lời được 4 câu. Và bây giờ là bạn sẵn sàng chuẩn bị với bộ câu hỏi của mình chưa? Dạ rồi. Ok, bây giờ Trang đơ sẽ là người đoán nha. Cao Ngân thà làm bạn với người mình ghét hơn là yêu lại người yêu cũ của mình, đúng hay sai? Xin mời. Không muốn làm bạn với người mình ghét đúng không? Thà là yêu lại người yêu cũ. Dạ, tại vì người yêu cũ của Trịnh Ngân toàn chia tay trong hòa bình. Thì là cũng tùy trường hợp mỗi người đúng không? Ok, câu hỏi tiếp theo như sau. Cao Ngân muốn nghe một lời sự thật bất lòng hơn là một lời nói dối có ý tốt, đúng hay sai? Xin mời. Đúng. Hợp lý. Đừng có là mình luôn đón nhận những cái điều góp ý từ người khác dành cho mình, kể cả đó là cái điều nghe nó hơi kiểu làm cho mình tổn thương đúng không? Dạ, tổn thương xong rồi chữa lành sao, từ từ được. Dạ. Tới câu tiếp theo. Cao Ngân sẽ nghỉ chơi với một người bạn nếu người đó chơi với người mà Cao Ngân ghét, đúng hay sai? Sai. Thế lỡ giờ bạn ít ghét ai lắm hả? Hình như là không ghét ai luôn. Ngày trước thì em không ghét, nhưng bây giờ chắc cũng có, mà em không nhớ, không bây giờ chưa nhớ ra được ra, nhưng mà chắc cũng có. Thế là kiểu không thích thôi đúng không? Không thích, không thích. Chứ nhìn tâm hai bạn thiện quá trời. Tôi không tưởng tượng là các bạn đó cái lúc mà ghét người ta nó ra sẽ ra sao á. Kiểu vậy á. Còn bạn, trạng thái của mình lúc nào mình cũng phải tự dằn vặt bản thân mình là ok, chuyện nào ra chuyện đó. Nhưng mà thật sự là đôi khi mình vẫn không được thoải mái, hiểu không? Tại vì tôi nghĩ là bạn bè nó quan trọng là mình nhìn về cùng một hướng. Còn ví dụ như mình nhìn là thướng là tự nhiên cái mình bị khuyết tí xíu. Tôi cũng vậy á, tôi sẽ không nghỉ chơi đâu, nhưng mà tôi sẽ né. Ông Duy Khánh là né và cái áp lực cho người bạn là bỏ chơi với đứa kia luôn. Never. Tôi sẽ né và tôi cũng sẽ chia sẻ là tại vì do là tôi với cái người đó không có thuận. Và bây giờ là bạn đang chơi thân với người đó hơn thì bạn cứ tập trung bạn chơi. Tôi vẫn ở đây, khi nào bạn cần tôi sẽ có mặt. Nhưng để gọi là tôi với bạn có thể chơi với nhau thân như ngày xưa, hoặc có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn á, thì nó sẽ hơi khó. Tại mình không còn cái sự yên tâm nữa. Nó là như vậy á. Tôi tin nha. Ok, tiếp theo. Cao Ngân thích tự đăng hình dìm của mình lên mạng xã hội hơn là bị người khác đăng, đúng hay sai? Xin mời. Tại sao lại nghĩ sai? Tại em chưa thấy
chị Ngân đăng hình tự dìm lên mạng bao giờ. Ồ, bạn có hay đăng hình dìm của bản thân lên mạng không? Dạ không, không bao giờ. Cũng không ai đăng em nha. Kiểu em hiểu là sao không ai kiếm chuyện với em. Không, em thấy lâu lâu người ta mà đăng hình xấu lên thì cũng ok, cũng không ý kiến gì. Nhưng mà không bao giờ tự đăng hình thì em trả lời sai là đúng, đúng không anh? Ừ, có nghĩa là nó không có cái tính xác thực đó. Đúng. Nên là skip nha. Rồi, okay, tiếp. Cao Ngân muốn được trải nghiệm với nhiều người trong tình yêu hơn là chỉ yêu một người rồi tiến tới hôn nhân, đúng hay sai? Là Ngân muốn trải nghiệm với nhiều người, còn Trang thì lại nghĩ là Ngân yêu cái cưới luôn. Dạ. Thật ra thì là em cố tình cho Trang sai á. Cố tình vậy? Ờ, dạ. Để làm chi vậy? Chơi anh. Vui mà. Vui. Nhưng mà mình cố tình xong cái mình làm xong cái mình nói hả? Là còn vui chung. Ủa tại sao lại? Em tưởng là cố tình xong nói ra nó mới hề hước. Không, thật ra thì vẫn hề hước thôi. Vẫn vui mà. Ok, ok. Thật ra em chọc vậy thôi chứ câu hỏi này em nói chung phải chờ thêm khoảng thời gian nữa em mới đi. À, câu chuyện này vẫn chưa được diễn ra. Dạ. Chưa được diễn ra như thế nào? Không lẽ giờ đó giờ bạn chưa có người yêu? Đâu, hồi xưa em quen cũng cỡ ba thôi, đâu còn chục nhiều như vậy. Thì nó cũng ít rồi. Trong ánh mắt này là trước khi hôn nhân là tôi nghĩ là Ngân phải muốn quen thêm tầm 7 người nữa. Thôi. Chẳng chục. Anh hay sao mấy em đâu. Thôi đối thủ qua tôi nữa. Tỷ số hiện tại bây giờ là 4-3 nghiêng về phía Cao Ngân, xin chúc mừng bạn. Là Trang đơn đoán chính xác được 3 câu từ Cao Ngân. Nói chung là cái dòng này tôi tưởng là sẽ xảy ra những cái vấn đề như là mâu thuẫn nè, tranh cãi nè. Còn nãy giờ là vẫn là cái cảm giác bồng bềnh ấy. Tại vì hai bạn ở chung nhà, hai bạn quá hiểu tính nhau rồi. Ok, không có gì mà có thể gây khó các bạn được. Chúng tôi cần hợp chương trình để đưa ra những thử thách khó khăn hơn. Và bây giờ quý vị hãy nghỉ giải lao trong giây lát nhé. Chúng tôi sẽ trở lại nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng thứ hai của chương trình Khi Hai Làm Một. Và vòng này được mang tên là Kỷ Niệm. Và với mỗi kỷ niệm của các bạn, nó sẽ được nằm gói gọn trong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiếc hộp ở đây. Nãy giờ em tưởng bánh bao. Đúng, bạn nói cũng có cái ý đúng của bạn. Tại vì thật ra trong đây là đồ ăn. Thì mỗi một cái hộp như vậy, khi mà các bạn mở ra nó sẽ tương đương với một cái món nước hay một món đồ ăn gì đó. Bên dưới đây có thể là sẽ là có món chua, món mặn, món cay, hoặc thậm chí là một món gì đó rất là vô vị. Nó cũng sẽ tương đương với là cảm xúc của các bạn vậy đó. Dạ. Hiểu không? Gia vị của cảm xúc, ok tôi chính hiểu. Xác. Dạ. Yeah. Nếu bạn không trả lời hay không chia sẻ được một cái câu chuyện tương đương với cái vị giác đó, bạn sẽ phải ăn hết món đó. Bây giờ ai sẽ chơi đầu tiên? Chị Ngân. Chơi luôn. Rồi em chơi luôn. Ok, rồi mời Cao Ngân. Số mấy? Số 1 đi. Rồi mời bạn mở ra. Số 1. Mở nắp ra. Yeah. Ok, một cái bánh. Bây giờ Ngân hãy kể một kỷ niệm nào mà giòn nhất của mình. Ăn luôn. Bánh ăn luôn. Rồi rồi, đang đói, đang đói. Chúng ta phải cảm thấy kỷ niệm nó ngọt ngào nha. Chúng ta không thấy nó ngọt ngào là Cao Ngân vẫn ăn. Đúng. Đúng không? Rồi. Nói chung là hai đứa đang đi trên xe. Xong rồi cái có một cái anh thì kêu show em. Xong rồi cái em nhận. Xong thế là em cũng kiểu là giới thiệu Trang vô thì kiểu cùng á. Xong cái vài hôm sau thì hai đứa em kiểu được chọn hết luôn. Thế là vui. Ngọt ngào ở chỗ nào? Vậy là chưa ngọt hả? À, ngọt ở đây là có nghĩa là bạn phát tâm, bạn khởi cái tâm bạn ra để mà bạn giới thiệu Trang tham gia chung một cái show với mình. Vậy là ngọt chưa? Được ăn rồi đó. Khoan, bây giờ tôi cần xác nhận trước. Trang, kỷ niệm mà Cao Ngân mới vừa chia sẻ có đúng hay không? Tạm thời chưa nhớ ra. Trời ơi. Và rồi cuối cùng cái show mà được giới thiệu là show nào? Diễn cho anh nhà thiết kế Lý Quý Khánh đó. À, em nhớ rồi. Là có không? Có. Ăn bột ngọt nhiều đúng không? Tại vì cái câu chuyện nằm trong năm nay luôn mà. Và câu chuyện này quá ngọt ngào không? Không. Người ta giới thiệu show cho mình không thấy ngọt ngào. Là hai đứa đều lấy được, gom được trái ngọt. Theo cái cảm nghĩ của em là như vậy đó. Nhưng mà Trang phủ phàng quá thế là. Ý là nó vui thôi nhưng vui mà ngọt đó. Ngào là cảm giác khác. Ừ em, bạn em, ơi em... trong góc nhìn của Trang đây là ngọt ngào nhất rồi. Dạ. Thế thì là em sai, cái bánh quy đấy là để em ăn đúng không? Đúng rồi, không còn một bánh quy nào nữa hết. Nhưng mà chị đúng là cưng cũng không được ăn luôn. Thế hả? Thôi thôi chị ăn đi. Và lượt tiếp theo sẽ là của Trang Đơn. Em lấy số 4. Và đó là Ê, cái này là có khi là nước lọc á. Nước. Muốn thử đi à? Nhấp thôi. Nhấm. Yeah. Nước muối. Wow. Mặn à. Mà nó siêu mặn luôn. Mặn ở đây là nước, nước mắt á. Là những kỷ niệm mà bạn với lại Cao Ngân kiểu là khóc lóc, có thể là giận dỗi nhau hay như thế nào đó. Đúng rồi, cái nước mà mặn là chỉ có nước mắt thôi. Đúng. Nước mắt là phải khóc.
câu chuyện phải buồn. Có cái câu chuyện là hai bạn tranh luận với nhau hay tranh cãi với nhau không? Có. Hay quên, nhưng bữa nay em nhớ ra. Lâu lâu mà kiểu như là em hay đi lung tung, hay tụ tập đó, em thích đám đông đấy. Xong em về là xong em hay có cái chuyện mà bực bội quá em sẽ kể cho Chế Ngân. Em thì có cái nét rất là kỳ cục, mà khi mà em đã kể chuyện bực bội xong Chế Ngân mà nói cái gì đó mà em không thích á, là em bị ức chế, xong là em hay khóc. Rồi giết rồi Chế Ngân gặp em khóc hoài kiểu đấy rồi quen. À, nhưng mắt thì nó sẽ rơi vào những lúc mà mình cảm thấy tủi thân và mình khóc với lại Cao Ngân đúng không? Không, không phải khóc với Cao Ngân mà tự em tủi thân với em thôi. Là mình tủi thân ở ngoài đường, mình về nhà mình gặp Cao Ngân mình chia sẻ và mình khóc. Không, không phải. Là sao vậy mọi người? Cái đoạn khóc là khóc lúc nào? Khóc lúc đấy nhưng mà nó không phải mang ý nghĩa như vậy. Ây da. Có nghĩa là ví dụ như là tôi gặp Quốc Khánh, ê Khánh ơi tôi buồn quá, tôi muốn khóc quá. Khánh nói, ừ thôi bạn muốn khóc thì bạn cứ ngồi để bạn khóc với tôi, bạn tâm sự với tôi. Phải gì không? Gần giống. Gần giống thôi chứ chưa giống nữa hả? Ok. Em tức là em không nói là em buồn muốn khóc, nhưng mà em tự kể xong rồi em tự khóc. Thì có phải là khóc trước mặt Cao Ngân không? Đúng rồi ạ. Thì đó. Còn em nhà là cứ sợ nạt ở đó. Xong rồi nhưng mà đối với người ta đi làm thì kiểu gọi hay cái có cái câu mà khách hàng mà mình phải nghe. Xong khách rồi là thượng đế. Dạ kiểu xong bị người ta nói này nói kia, xong rồi tủi thân đâu có nói được ra lúc đó đâu. Đi làm mà đâu có dám nói chủ đuổi sao kiểu vậy. Xong đi về kể với em xong rồi ức quá rồi khóc. Thì cũng đúng rồi, tại vì Trang coi Ngân giống như là một cái chỗ dựa rất là an tâm để mà mình về mình chia sẻ và mình khóc. Ngân có chia sẻ lại không hay là Cao Ngân đã nói gì với Trang? Em ngồi cười chứ sao nữa, ngồi cười chứ sao nữa. Trời ơi. Trời ơi. Thôi mình chắc mình tới cái gia vị tiếp theo nha. Ok, gia vị tiếp theo đi nha. Anh Khánh chọn số nào cho em cũng được. Rồi Ngân chọn số 6 đi ha. Vốn vẻ ha chứ. Trời ơi. Là cay đấy trời. Cay ở đây là một cái câu chuyện là cảm thấy nó bức xúc giữa hai bạn. Thì hôm nay sẵn mình có thể chia sẻ hoặc là kể lại. Từ từ. Trời ơi. Hay là khó quá mình cứ ăn bừa ớt đi, cắn miếng đi, cay lắm không chịu được đâu. Mình có chuyện nào cay không ạ? Không có để kể á. Thôi để dù gì lỗi này cũng lỗi của tôi, để tôi ăn giùm cho Ngân. Thôi vậy sao được. Thôi để anh. Không cần, em lấy có hai trái, mỗi người một trái đi. Thôi đồng tâm cầm khổ đi. Thôi để em cắn cho em người chơi mà. Ừ, có cắn cái đít rồi nha. Quá tuyệt vời. Em ăn luôn rồi nè nha. Rồi tôi tin rồi Ngân ơi, tôi tin. Tôi thấy rồi, bạn rất bản lĩnh. Xin mời Trang Đơ sẽ chọn cho mình. Cho em số 2 đi ạ. Ủa? Một ly nước nữa. Lại một loại nước. Ủa, em mạnh thủy thôi nhưng mà cái ô, này mình... Không, nước này trong quá, tôi nghĩ là nước suối. Em muốn uống hay uống gì? Anh nước lọc. À, nước lọc là không có mùi vị, không màu, không mùi, không vị, ok chưa? Ok. Mà không vị thì là một cái gì đó rất là vô tri và nhạt nhẽo cho cuộc đời của bạn. À, bây giờ vô tri với nhạt nhẽo thì em với chị Ngân có nhiều lắm. Không biết là phải kể cái gì. Là giờ uống nước hả? Dạ, em khát nước ạ. Đúng rồi, nước lọc. Tuyệt vời. À, có nghĩa là uống là có nghĩa là kể không được nên là kể uống. Không được, không nhớ ra cái gì. Ok, và nếu mà bây giờ Trang đã không kể được thì Cao Ngân kể được, Cao Ngân xin nhận được một điểm. Dạ, kiểu là hôm trước Trang đi mua một ly sinh tố. Người ta lấy trái dưa gan ra chuẩn bị cắt để xay sinh tố. Thế là Trang kêu không anh ơi, dưa lưới. Tại vì trong túi có 20.000 à. Mà ly sinh tố dưa gan nó nhiều tiền hơn. Đó, thấy vô chi chưa? Ba được một điểm á. Yeah. Ba được một điểm á. Tôi cộng điểm cho bạn. Tôi lấy tư cách tôi là host của chương trình, tôi cộng điểm cho bạn. Ừ, tuyệt vời đấy. Sao không nhớ ra ta? Ủa, mới bữa trước cái ly còn nhà chứ mới dục rồi sao? Bạn, bữa trước là năm trước hay bữa trước? Bạn thành thật đi. Đêm qua mới bỏ cái ly đó vô cái túi gác, xong sáng nay mới dục luôn. Không phải em bảo không nhớ, không phải là không nhớ cái chuyện đấy, mà là ý là em không nhớ ra cái chuyện đấy để kể. Khánh ơi, tiếp tục chơi game đi Khánh ơi. Tôi cần một câu chuyện có gia vị Khánh ơi. Đúng rồi, vô tri lắm rồi. Cộng dạ. Số 3, số 5, em chọn cái nào? Hay là để em chọn cho. Ok. Anh chọn cho ai? Chọn cho chị Ngân. Rồi, số còn lại sẽ là của em. Số 3. Trời ơi, coca chắc luôn. Tôi hửi mùi thì tôi thấy đây là cà phê. Và tỷ lệ cao nó là cà phê không đường. Tất nhiên là có vị đắng. Đắng ở đây là kiểu là nó đắng lòng á. Hay kể chuyện Chế chia tay người yêu cũ đi. Ôi trời ơi. À, kể cái lúc mà dẹp cái tiệm trà muối ớt đi. Ủa, cái đó nó có đắng gì đâu trời. Ế quá, dẹp là cũng đắng phải ta. Nó rất đắng á. À, thì lúc mà làm á, em cũng có là kiểu kỳ vọng là nó sẽ ok hơn. Tại đầu đó em với Trang là bán cùng. Xong kiểu đi nào hai đứa cũng kiểu đi bán á. Thời gian đầu ok, vui vẻ. Nói chung là mình bán được mà. Thời gian sau thì nó hơi vắng, kéo dài khoảng tầm 2 tháng, tháng mấy 2 tháng vậy đó. Tức là khoảng thời gian đó là tụi em kiểu bán bị lỗ công, kiểu đó. Thế là em quyết định là thôi, thì em buồn lắm á. Em nói em buồn là đúng chủ đề rồi đó.
Đắng, đúng rồi. Đắng, đúng rồi. Rồi, vậy là Cao Ngân đã vượt qua được rồi. Cái và số bây 5 giờ là số 5 bạn. Sẽ là số cuối cùng dành cho Trang Đơ. Chanh. Wow. Chanh chua. Chua. Chua làm tôi liên tưởng tới những cái gì mà nó khó khăn ấy. Dù khó khăn nó có thể là bất đồng quan điểm giữa bạn với Cao Ngân. Bọn em gần đây nhất là gần cuối năm ngoái là có thi cái một cuộc thi chung với nhau. Đầu tiên chưa tính đi thi đâu. Xong rồi về sau không biết như thế nào, tại vì chắc là rảnh quá đấy anh. Thì cũng tính đi thi, xong cũng nhắn tin Chế Ngân, thế có ấy không thì anh ngồi Chế Ngân đăng ký đi thi trước rồi. Tức là em đi mà em không ngủ nữa. Đi thì cũng gán, không rủ em. Cũng gán đi theo nữa. Đấy là chưa lần một. Xong lần hai là bọn em vô trong cuộc thi thì tại vì bọn em cũng hơi già rồi. Kiểu như là ngày xưa em cũng đã từng thi một cuộc thi trước. Thì lúc đấy em thấy là mình còn trẻ thì là mình đủ sức để vượt qua nhiều thứ ở trong cuộc thi. Xong bữa nay thi thì thức đêm, thức hôm, xong rồi quay hình sớm tối với cả thử thách. Nhiều thử thách nó cũng khó, thứ. Hai chị em y chang nhau, đi thi về là hai chị em ngồi kiểu tâm sự những nỗi buồn. Kiểu như là thì cũng dám, xong cũng chị động viên em động viên chị là cũng dám. Rồi cuối cùng hai đứa cũng đều bị loại. Em nghe hai bạn này kể những câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng á. Có vẻ là các bạn cũng có buồn lại nhờ. Nhưng mà kể cái vụ này buồn lại em không buồn đâu, kể xong rồi thôi à. Và đó cũng chính là những cái kỷ niệm của các bạn. Cái mà Khánh rất là quan tâm là vì sao mình đồng hành cùng với nhau khá lâu, nhưng đến mãi vài tháng gần đây thì mình quyết định ở chung nhà. Thời gian trước là em dọn về quê luôn rồi. Em định là không có làm nữa. Thì sau cái cuộc thi đó là em mới bắt đầu là quyết định quay trở lại đây làm. Nên là hai đứa em mới ở chung. Chứ lúc trước là kiểu lâu lâu mà lên á thì em có ở ké gọi là xin ở nhờ đó. Quá tuyệt vời. Vậy là cái tình bạn của hai bạn nó được gắn kết bởi những kỷ niệm. Một tràng pháo tay đi. Tuyệt vời. Và sẵn đây Khánh cũng xin công bố kết quả luôn. Hai bạn hòa nhau tỷ số 2 đều. Vậy là tỷ số chung cuộc sau hai vòng đấu hiện tại đang là 2-1 nghiêng về phía Cao Ngân. Xin chúc mừng Cao Ngân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến thẳng vào vòng cuối cùng của chương trình mang tên là Nương Tựa. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng cuối cùng của chương trình khi 2-1. Và vòng này được mang tên là Nương Tựa. Chúng ta có một cái game rất là thú vị. Ví dụ như Khánh với Trang đi, chúng ta sẽ đứng ở giữa này. Chúng ta đấu lưng vô nhau, kẹp tay vô nhau. Để kẹp thôi cho các bạn hình dung. Đó. Cái game này tên là đóng khóa và mở khóa. Đúng rồi. Đầu tiên là các bạn thấy là đang bị đóng khóa lại nè. Rồi. Chúng ta mở khóa bằng cách nào? Chúng ta phải lựa chọn trong hai người bị khóa lại, một người đoán và một người diễn tả. Ví dụ như là tôi là người diễn tả, Di Khánh là người đoán đi. Bây giờ tôi diễn tả Di Khánh là cái gì mà tròn tròn nhỏ nhỏ màu xanh ăn béo béo. Đậu. Sẽ đoán ba từ mà chính xác thì chúng ta bung ra khóa, xong rồi chúng ta sẽ tản nhau ra. Phải gấp đậu á, gấp đủ 10 viên. Xong, sau đó lại vỗ tay đóng khóa. Hoàn thành. Ok. Ai làm tất cả những nhiệm vụ của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ là người chiến thắng. Ai sẽ chơi đầu tiên? Sầm đấy. Ok. Tầm xây. Rồi, Thắng quyết định. Thắng chơi trước. Cũng không biết là lợi thế vậy là chọn nào trước đúng không? Thôi mình chơi trước cũng được. Ok, rồi tụi tôi sẽ làm trọng tài. Thích thì treo. Ok, mời hai bạn vô vị trí. Khóa. Đây là phần thi của Cao Ngân và Quốc Khánh. Xin được phép bắt đầu. Vậy rồi. Lúc mà người mẫu tụi em á mà đi catwalk xong tới đầu đường băng thì tụi em sẽ làm cái gì? Tạo dáng. Yeah. Chính xác. Tiếp theo. Đây. Ví dụ mà mình làm một cái việc gì đó xong người ta nói mình thế này thế kia, nhưng mà mình đâu có sợ đâu, tại vì mình tại vì mình trong sạch. Không, bốn chữ. Có làm đâu mà chịu. Ồ, năm chữ rồi. Bỏ qua đi, đâu khó thiệt. Trong cái phim mà của mấy chị mà chị gì? Có một cái bài hát mà kiểu mình nhép được không? Mình nhép lời hát không được. Ta. Trong bài hát để cái câu nổi tiếng là đó. Của phim của chị Thanh Hằng và chị Ngọc Nguyên rồi đóng á anh. Chị Thanh Hà có một cái bài hát của chị Yên Linh hát á. Bài đó tao nhiều quên rồi chứ. Trời ơi. Rồi. Chờ người đi ấy. Rồi bây giờ nè, hai từ thôi nha. Ok. Trong năm nay nè, một bộ phim đang rất là hot và lấy đi nước mắt của rất là nhiều người. Của anh đạo diễn. Quá. Của anh gì? Của anh ca sĩ Lý Hải á anh. Lật mặt. Rồi, ok. Xin mời. Mở khóa. Nói là một bộ phim anh Lý Hải được rồi. Anh Lý Hải ngoài lật mặt nó có làm cái gì khác đâu. Mà tự nhiên lấy nước mắt khán giả lùm lùm la đó. Kiểu mình xem mình xúc động á anh. Xúc động nó mới tốn thời gian á. Ba nè. Gấp từ ngọt đúng không hay là... Sao cũng được miễn đủ 10 viên. Hay à.
Mấy rồi? 10 đủ hả? Bao chưa? Mình được gấp phép không? Đủ nhiều rồi. Nhiều rồi. 10 rồi này, cái này một cái cuối là 10 nè. Rồi, 10 rồi, 10. Rồi. Nha. Khóa tay. Yeah. Khóa. Rồi. Mở khóa. 3 phút 9 giây là kết quả dành cho các bạn. Và phần thi của Duy Khánh và Trăng Đơ bắt đầu. Mình cầm cái cọ mình quẹt quẹt lên mặt rồi được gọi là gì, hai từ? Trang điểm. Chính xác. Điểm. Ê, cái gì vậy? Người ta chưa chơi cái từ kia trước mà. Không, em tưởng là em lựa. Không, em không được quyền lựa. Em ơi, ở trên con mắt của mình có cái gì? Có cái chén. Cái dụng cụ dùng để làm cái gì? Bút kẻ lông mày. Bỏ một chữ đầu tiên, cái này chỉ có ba chữ thôi. Kẻ lông mày. Tuyệt vời. Rồi. Đồng nghĩa với từ nhiễu. Nhiễu là gì? Loạn. Không, nhiễu. Nhiễu á. Nhiễu á. Okay. Nhiễu. Nước nó sẽ làm sao? Nó tổng được gọi là gì? Rớt. Nước mà. Bỏ bỏ ngoài đi, bỏ bỏ ngoài đi. Nước gì? Chảy chảy. Đúng rồi. Gấp đôi từ lên. Trời ơi, người ta chưa có rồi sao? Chảy chảy. Ok. Rồi. Ủa, trong đấy có từ nước rồi, không được. Ok, nó bị phạm. Rồi, phạm à. Rồi, ok. Mình đến trường để mình làm gì? Đi học. Số đầu tiên là số mấy? Không. Tiếp. Không đi học. Cái từ đến trường làm gì? Đi học. Rồi, bỏ từ đi. Không học. Bỏ từ đi thì còn kiểu gì? Học. Rồi, ok, chốt từ đó. Rồi, số đầu tiên trong... Không. Số thứ hai? Một. Lấy cái số mới vừa nói. Học 1. Học 1 hiểu 10. Tuyệt vời. Đó, xong rồi đó. Ồ, đủ 3 từ rồi, chơi đi. Đủ 3 từ rồi. Giờ gì mà cái lực không có thấy được cái gì hết á. Đâu phải tự nhiên tôi đưa công ngân lực đó. Sao nghe gấp lẹ vậy ta? Ủa sao? Sao anh gấp tay phải vậy? Ủa chứ sao vậy? Ta vô duyên quá trời ơi. Bạn xài tay trái là bạn đã khác người ta rồi á. Không, em tay phải. Là sao vậy mọi người? Thấy là gấp tay phải nó dễ hơn á. Đang dùng tay phải mà. Gấp được gì bạn? Bạn kêu Cam Ngân đi ra chỗ khác giùm tôi nha. Không, tôi không kêu được bạn ơi. Em xong rồi. Trang xong rồi kìa. Anh ơi. Anh gớt một hạt, anh mới gấp. Gấp cái hạt đó từ dưới lên luôn. Rồi, đủ rồi. Dư rồi. Có nhiều vô cùng. Xong. 2 phút 37 giây. Yeah, và chúng ta là nhóm chiến thắng. Yeah. Và ở vòng thi thứ 3 này thì đội của Trang Đơ giành chiến thắng. Yeah. Wow. Và tất nhiên là với tổng tỷ số chung cuộc sau 3 vòng đấu thì tỷ số hiện tại của chúng ta lại là hòa. Yeah. Và tất nhiên không có ai thua đây cả. Cả hai người đều là người chiến thắng. Và chương trình có một phần quà rất là dễ thương muốn dành tặng cho hai bạn. Xin mời. Wow. Rồi bây giờ đố Trang đây là gì? Đố Ngân đây là gì? Tuyệt vời. Theo em nhìn em thấy thì... cái số 2000 watt. Là gì là gì? Em đoán thì là đây là một cái. À, có nút vặn kìa. Thôi mình về mình đoán sau đi. Về mình đoán sau. Hình ảnh bỏ lên Google đi. Biết điện từ. Đúng rồi, tuyệt vời lắm. Và cảm ơn Trang cũng như là cảm ơn Ngân ngày hôm nay đã có mặt tại chương trình để mà gây nhiễu loạn về phần tâm lý cho cả hai MC. Để hai MC không biết phải làm như thế nào với những tập tiếp theo nữa. Bên cạnh đó thì cảm ơn các bạn cũng đã chia sẻ những câu chuyện có vui, có buồn, có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không sao hết. Đây là cuộc sống và chúng ta phải chấp nhận và đối diện với nó. Quan trọng hơn hết là sau một ngày dài về với những cảm xúc, cho dù nó hơi rối ren xíu nhưng mà về nhà thấy nhau thì cũng là thấy bình yên, đúng không ạ? Hy vọng là tình bạn của hai bạn vẫn sẽ tiếp diễn và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Yeah, và cũng chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn là lạc quan và cho dù có gặp những cái chuyện mà khó khăn, có buồn đi chăng nữa thì hai bạn vẫn có nhau là được. Ok. Quá tuyệt vời. Và một lần nữa cũng cảm ơn khán giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi thấy họ nắm tay như vậy thì tôi nghĩ là họ phải là những cái người có cái sự kết nối rất là đặc biệt. Không never. Không tin. Anh luôn vì lý do anh làm việc anh bận. Dạ, ngày xưa em nghĩ em sẽ quen một anh đẹp trai. Anh yêu Hương Lý thôi. Người khác không đẹp như Hương Lý. Người khác không đẹp như Hương Lý. No. Look at me. You sure?